5 thực phẩm nên ăn thường xuyên vì chúng giải độc cơ thể rất tốt. Ngoài việc lo chăm sóc gia đình bằng những món ăn giàu chất dinh dưỡng, thì vấn đề được phụ nữ quan tâm hơn cả là ăn gì để giúp giải độc cơ thể hiệu quả nhất. Thừa cân, rối loạn tiêu hóa, mất ngủ, các vấn đề về da, nhiễm trùng tiết niệu và còn rất nhiều dấu hiệu khác nguy hiểm do việc sử dụng những thực phẩm độc hại. Dưới đây là danh sách 5 loại thực phẩm giúp giải độc mà mỗi gia đình nên ăn thường xuyên. 1. Củ cải đường. Thực phẩm tốt nhất cho việc giảm béo, giải độc chính là củ cải đường. Củ cải đường có chứa hỗn hợp độc đáo của các loại khoáng chất tự nhiên góp phần loại bỏ các chất độc hại. Trong củ cải đường có chứa methionine và beta-glucan chống lại độc tố trong khi loại bỏ các axit béo. Nó giúp lọc máu, làm cân bằng axit lipoic có trong máu. Ngoài chức năng làm sạch gan, những yếu tố này cũng giúp kích thích cung cấp axi trong tế bào. 2. Cà chua. Với lượng kali khá cao, cà chua cũng chứa lycopene, chất có trong các loại thực phẩm màu đỏ. Màu đỏ tươi giúp chống axi hóa mạnh, giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, các vấn đề về dạ dày và chống ung thư. Ngoài ra, độ chua của nó còn kích thích tiết dịch tiêu hóa, tạo điều kiện cho việc loại bỏ các chất độc hại trong cơ thể. Làm nước ép trái cây hay nấu chín, bạn đều thu được những lợi ích cao từ việc sử dụng cà chua như một thực phẩm cần thiết. Artiso giúp cho việc giải độc hiệu quả, bạn nên suy nghĩ cho việc bổ sung artiso thành thực phẩm hàng ngày. Trong thực tế, nó có một hiệu quả tuyệt vời với khoáng chất magie, giúp kích thích giấc ngủ, loại bỏ tâm trạng xuống dốc và căng thẳng. Ngoài ra, với hàm lượng chất xơ cao giúp tiêu hóa tốt, artiso rất giàu kali, lợi tiểu vì thế loại bỏ được nhiều chất độc hại trong cơ thể. Chúng ta có thể ăn sống hoặc nấu chín thực phẩm này. 4. Bắp cải. Bắp cải là một trong những loại rau được sử dụng nhiều nhất cho việc giải độc. Chúng có đầy đủ các thành phần chống axi hóa, giúp gan phân hủy chất béo dư thừa. Cải bắp cũng làm sạch ruột và giúp dạ dày ổn định. Tính chất kháng khuẩn của nó giúp thanh lọc toàn bộ cơ thể. Bên cạnh đó, bắp cải còn vô hiệu hóa một số chất độc hại và tạo thuận lợi cho việc tiêu thoát nước ở gan, có tác dụng phòng chống ung thư. 5. Thì là, giàu calo và chất xơ, thì là cũng là một loại thực phẩm giúp cơ thể khỏe mạnh. Lá và hạt của nó chứa các chất dinh dưỡng chống axi hóa thường được sử dụng trong các loại trà thảo dược để điều chỉnh rối loạn tiêu hóa. Sau mỗi dịp ăn uống nhiều mỡ, bạn có thể tự chuẩn bị cho mình một món súp bánh từ rau thì là bởi nó có tác dụng giảm độc tố cao trong cơ thể. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage kiến thức khoa học về sức khỏe.